rơi xuống á. Trên cây có kẹo à? Wow, trời ơi, trông nó như một cái bánh bao nửa xíu ấy. Mát quá, đúng là mùa hè ra vườn mà nằm á. Nhà mình thì chỉ có nhất thôi. Quá, hay còn góc quả nữa kìa. Mình nằm đây tí biết đâu nó rơi cái mồm mình góc quả ăn luôn. Mát quá, mình ngủ một giấc mới được. Này em ạ, góc quả không chỉ ngủ thôi. Đúng rồi, cái gì đấy? Trời ơi, trên cây rơi xuống á. Trên cây có kẹo à? Wow, kẹo gì lạ vậy? Chị em ơi, chị em ơi, để em dưới trên chị nhé. Trời ơi, làm gì đó đang ngủ từ trên trời cô cho mấy kẹo lên xuống. Mùi nuôi đây, thấy bảo là cả nhà em đi thái đúng không? Trời ơi, em dùng nuôi ra đây. Kẹo này là kẹo dâu tây sữa chua đúng không? Đấy bảo ngon cực kỳ luôn, mềm hết. Này, chúng ta làm gì ăn đi, chúng ta làm gì cho nó mát cho này, bắt đầu nắng rồi. Nó xiên vào chúng ta ăn. Ăn chơi, ăn chơi. Đấy, đúng rồi. Thế sao mình lấy chơi, có thích chơi mát đâu. Ngồi đây, ngồi. Thôi mình lấy chơi. Chả có thì nhưng mà mát đi chơi ơi. Thế ta để cho người bên này, lại lừa cho bên này. Điền cái đấy cũng không chơi biết đâu em. Thế à, chị bảo chứ không biết là khu về chưa mà chả biết sao. Bắt đi. Ăn chứ mà không làm được à? Xem nào đồ thị nó như thế nào đồ thị cười ngắm đây là đồ thị này. Wow, kẹo dẻo luôn này. Wow, trời ơi, trông nó như một cái bánh bao nửa xíu ấy. Wow, này hai cái bánh bao. Trông như kiểu hai bánh bao ấy. Ủa sao nó mềm ấy nhỉ? Chút chút mà. Đàn hồi kìa. Đàn hồi nữa chứ này. Ăn thử đi. Cái này chút chút. Ủa sao tay luôn. Ăn chút cuốn mèo. Cảm ơn em. Các bạn ơi, ở bên đấy em đã ăn chưa? Ngon nào. Dâu tay chưa chua. Dâu tay chưa chua thì bảo mà. Ủa kẹo này ngon thật đấy. Kinh ngon này. Cái này em. Cái này màu hồng hơn này. Cái này nữa. Cái này màu tím này. Cái hồng màu tím. Ủa mà chị nhìn kỹ nhá. Cái cục là kẹo này nhá. Giống hệt trên đầu Thu luôn. Giống chưa? Ngon đúng không? Ôi ngựa đỏ. Cái này màu hồng. Con này màu tím, nó có hai màu. Cái này có hai màu. Ba màu. Nó ngon. Mặc thì kẹo được sướng nhỉ. Mình sẽ được chơi một thời gian nữa mấy người phải đi học cơ nhỉ. Em có biết không, khi mà đợt vừa rồi em cùng nhà em đi du lịch ấy, ở nhà chị buồn quá chẳng có việc gì chơi. Có nghe tiếng gì không? Nghe ấy, chị nuôi đấy. Chị nuôi bè đấy. Này, con nhận bè thì ở đây kêu nhứt tai hồi đôi mắt không à? Nhứt tai đó, con đi vào nhà đi. Nó kêu kinh cho tên luôn ý. Này, ừ, nào. Yeah. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.